Nguyên xin chào cả nhà nha. Bữa nay Nguyên nấu món bún bún mọc mà cả nhà ơi, nấu cho chồng Nguyên ăn sáng. Ở đây thì Nguyên có chuẩn bị 3 phanh giò heo. Cái này là giò heo là Nguyên ăn á, chứ chồng Nguyên thì anh không có ăn. Giò heo mà nấu trắng trắng á, anh không có ăn cả nhà. Đây Nguyên có chuẩn bị cà rốt mà. Nấu nước cho nó ngọt á. Giò heo này Nguyên sẽ để muối vô, để muối vô để mình rửa cả nhà. Ở đây Nguyên chuẩn bị nồi nước này để hồi nước sôi cái Nguyên để giò heo vô để Nguyên trụng cho nó sạch á. Còn cái nồi nước này thì Nguyên sẽ để củ cải trắng, củ cải đỏ vô. Ở đây thì Nguyên có chuẩn bị mọc nè cả nhà. Cái này là mọc thịt heo á. Nguyên cái này Nguyên ướp hồi hôm qua, hồi tối á. Ở trong đây thì có Nguyên có để muối nở. Muối nở thì Nguyên để khoảng nửa muỗng này à cả nhà. Khoảng nhiêu đây à? Chứ không có nhiều nha. Muối nở với lại dầu ăn. Cái này là dầu sa chi cả nhà, cái loại dầu này ăn tốt lắm á. Cái trái sa chi nó như vậy nè. Đó, Nguyên để vô trong đây ha. Với lại Nguyên có để vô trong đây 2 muỗng bột năng. 2 muỗng cả nhà. 2 muỗng vậy nè. Cái này là 1 muỗng nè, 2 muỗng đó ha. Với lại nước mắm. Nước mắm Nguyên để 2 muỗng, nước tương Nguyên để 1 muỗng với lại tiêu. Cái Nguyên ướp á cả nhà, ướp cái mình để tới sáng. Xong rồi bây giờ Nguyên sẽ lấy ra Nguyên giã nha. Thay vì mình giã thì mình có thể để vô máy xay á, mình xay cũng được. Nhưng mà kiểu như hả, ít quá cả nhà ơi, Nguyên làm ít á, cho nên Nguyên không có để vô máy xay, để máy xay cái nó dính cối. Bây giờ Nguyên sẽ để vô cái cối này Nguyên giã nha. Cả nhà biết sao nó vàng không? Tại vì á Nguyên giã nghệ viết mà cái cối nó vàng quét vậy đó, chứ không phải là Nguyên ở dơ đâu nha cả nhà, chứ không phải ở dơ quá cho nên cái cối vàng quét đâu. Mình giả cái này công dụng của nó là để cho nó dai, ăn cái này thì ngon nhưng mà có cái điều hơi cực. Mình làm mọc này mình không có cần để bột nở cũng được nữa cả nhà ơi. Bột nở thì Nguyên mua cái loại này nè, cái loại này để cho mình ăn á. Giả ra sáng sớm mà giả như vậy thì không có ra tiếng ồn thì không sao, cứ có tiếng ồn cái người ta lên người ta la, giả muốn văng cái nết ra luôn. Mình giả này thì nó cái mọc của mình nó ngon lắm, nhưng giả sơ sơ thôi chứ không có giả kỹ nè. Nước sôi Nguyên sẽ để giò heo vô nha cả nhà. Để giò heo trụng sơ. Trụng cái mình rớt ra, rửa lại nữa. Mình sẽ rớt cái giò heo này ra. Đem đi rửa lại. Nguyên sẽ để cái giò heo này vô cái nồi nước súc nha cả nhà. Ở đây Nguyên sắc củ hành. Sắc củ hành ra cái Nguyên sẽ trộn vô cái mọc nè. Bây giờ Nguyên sẽ để cái mọc này vô cái nồi nước súc. Thank you.
nước súp này Nguyên sẽ nêm nước tương vô nha cả nhà. Với lại nước mắm. Tùy theo cả nhà, ăn mặn ăn lạc á mình tự nêm vô. Hai vợ chồng Nguyên thì ăn lạc lắm cho nên Nguyên nêm nước tương với nước mắm nha. Giờ Nguyên sẽ lấy ra cho chồng Nguyên ăn trước nè cả nhà. Tại bún của Nguyên còn đang luộc. Nguyên ăn bún lưa. Bún là nhiều quá cả nhà. Sợ chồng Nguyên ăn không hết. Mời cả nhà ăn chung với hai chồng Nguyên nha. Chồng cả nhà. Đúng không? Thanh vợ. Chồng hoa tung si. Kêu ổng chào cả nhà, cái ổng vậy đó cả nhà. Mỗi lần lên video là nhá. Chào cả nhà. Anh đẹp trai. Nguyên làm cho ảnh tô bự cái. Nước súp nhiều. Xin chào cả nhà, các bạn ơi ăn rồi. Dạ sư chú chèo à. Cái cơ rô. Nấu giò heo mà nấu vậy á, ảnh không chịu ăn giò heo. Trắng trắng cái ảnh sợ cái nha. Hồi nào giờ vậy á, chứ không phải là mới đây. Mỗi lần lên video là phải kêu chào. Bởi vì nhiều khi Nguyên nhắc hoài cũng làm biếng. Lâu giò heo nó mới gục, nhưng mà Nguyên ăn chứ đâu phải ảnh ăn đâu. Chồng Nguyên đâu ăn giò heo đâu cho nên Nguyên không có cần nấu gục, mình nấu theo cái khẩu vị Việt Nam mình. Nguyên mê ăn giò heo lắm cả nhà. Ghiền. Giò heo làm gì cũng được chứ. Phải lắm. Nấu á, nước súp á, để nhiều vô cho mà. Không hấp. Mấy bữa nay á chồng Nguyên á, anh không chịu ăn khô cả nhà, anh nói nóng quá trời nóng à, ăn nước đi cho nó ấy. Mấy bữa nay bên Malaysia nóng, cũng có mưa đó mà sao nóng dữ thằng không biết. Nguyên ăn bún nưa cả nhà, bún nưa dành cho những người mà tiểu đường hoặc là giảm cân lắm. Ít tinh bột.
bạn Thảo Nguyên à, kêu gì, kêu Nguyên á, làm ơn á, đừng kêu cả nhà nữa, nghe nó mất lịch sự quá. Thảo Nguyên để cái bình luận đó ở đây cho cả nhà xem. Nguyên đâu thấy gì đâu mất lịch sự đâu trời, đâu phải kêu mày tao đâu mà mất lịch sự ha. Mà kêu Nguyên á, làm ơn đừng có kêu cả nhà nữa, nghe mất lịch sự. Chúc chào à. Chứ ông chọc nữa. Đó. Trời ơi. Chồng Nguyên dành cả thanh xuân để đập mũi. Nó vụ hổm bạn kia nói, chị kia nói Nguyên mất cười chết. Không mà đúng thiệt. Chồng Nguyên ai có mũi nào mà vô trong nhà Nguyên là con đó cũng xui lắm mà gặp chồng Nguyên. Nguyên hả? Mũi trước mặt Nguyên, Nguyên đập á. Kêu Nguyên chạy theo nó để vượt nó để đập mà không. Cả bà nội nó chừng nào nó ra thì mình đập. Nó bảo nó kêu Nguyên đừng kêu cả nhà nữa. Nghe mắc lịch sự quá. Ủa mắc lịch sự hả trời? Mình nghe cũng bình thường mà. Nguyên thấy cái từ đó cũng kêu cũng thân thiện mà cả nhà, đâu có gì đâu. Có nhiều ông bà cô chú nói từ cả nhà nghe nó thân thiện hơn. Mà có bạn đó thì bạn nói không à, kêu từ ông bà cô chú và các bạn quý vị khán giả. Trời nói gì chi mà dài dòng với anh Nguyên một sớ táo quần luôn. Mình kêu cả nhà ngắn gọn thôi. Cả nhà Nguyên coi YouTube á, kênh của YouTube của Nguyên là kiểu như giống như là cái gia đình thứ hai của Nguyên rồi đó nha. Cho nên mình kêu cái từ đó nó cảm thấy nó thân thiện hơn á. Những người thích mình á thì cảm thấy nó thân thiện, nó gần gũi. Còn những người không thích mình nghe khó chịu lắm. À, tao không ưa mày, mày kêu tao cả nhà, tao không ưa mày rồi mày còn kêu tao cái từ đó. Nguyên nghĩ vậy cả nhà, cho nên tao không thích mình kêu cái từ đó. Chứ Nguyên thấy cái từ này bình thường mà, đâu kêu mày tao đâu mà kêu bằng nó. Nguyên là kêu cái từ này mắc lịch sự. Ngộ ha. Lúc trước Nguyên kêu bằng con bà cô chú và các bạn, anh em nhỏ, anh em bà gì đó, nói chung là dài lắm. Cái có cô đó vô góp ý, có bạn đó vô góp ý, Nguyên đừng kêu từ đó dài giọng nghe phiền quá. Kêu cả nhà tóm gọn. Mà nghe nó thân thiện hơn ha. Tùi cái giò heo này á, xương không. Tại Nguyên đi mua trễ quá. Xương lựa cái ngon ta lựa hết. Giò heo Nguyên thích ăn móng. Móng heo á, da nhiều. Mà hôm qua mình nấu udon chả năng rồi. Đổi bữa chứ ăn udon hoài cũng ngán. Gì anh? Làm cái gì mà anh chịu chuyện hoài anh? Giò heo này ta thui á cả nhà, cho nó đen. Mình thích ăn giò heo thui lắm. Đâu ạ? Giò heo họ thui cái ăn nó dai, nó giòn, cái da không á.
sao bữa nay ăn thì mị không biết. Mình ăn mì ruột quá quen hả? Cái mình nấu kiểu Việt Nam mình ăn nó hơi giòn giòn á. Trời ơi, ăn sườn sực nó ngon gì đâu. Cũng gặm tính ra bốn cái giò heo kìa, một cái móng, ba cái giò, cái này là bự nhất nè. Mình đợi ít ít miếng canh vô ăn thôi, có mấy cọng à. Bữa nào mà nấu đoạn sáng nó chồng nguyên á, thức hơi sớm, ăn sáng cũng sớm 8:30 rồi kìa, nhà nào cũng vậy chứ, là khoảng 8:30 Malaysia, là 7:30 tiền 7:30 giờ Việt Nam, mình nói 7:30 tiền Việt Nam. Làm gì cũng mơ mơ hồ hồ. Nguyên ăn á ha, ăn rau á, ăn hạt sườn mỡ bia, hỏi ông trả lời, nói chuyện với chồng Nguyên cũng hên xui. Mình hỏi chồng Nguyên ăn thì tê tay, Nguyên gù. Mình nói chuyện cũng hên xui, vui thì nói nhiều. Bữa nào mà xui xui cái ở mất xịt nói à. Giống như bữa nay này. Trời, diễn bài hết hồn. Kim gu á, hỏi cũng không trả lời á. Cục này bự quá. Ở hồi mình tắt máy mình gặm, chứ gặm đây á, nhiều người cũng thích. Cái nói nguyên ăn chỗ ngon miệng gặm, bóc tay ăn chỗ ngon miệng á. Con chim nó bay, còn nó bạn của em lại rồi. Mình tắt máy cho chồng mình ăn ngon miệng cả nhà. Chứ mình thấy chồng mình không nhơi. Không có thích nói bữa nay trời. Thấy chồng mình hiền quá, cái nhìn tội nghiệp. À thôi, video của mình đến đây kết thúc cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng mình nha. Bye bye. Okay. Bye bye. Tạm biệt. 1, 2, 3.